Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Line Travel Nha Trang. Rất hân hạnh được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, video ngày hôm nay em thực hiện là vào giờ này là sáng khoảng 9 giờ. Dạ, ngày 23 tháng 8 năm 2021 quý vị. Dạ, trước màn hình của chú anh chị và các bạn là con đường trung tâm xã của xã Vinh Thành. Khi quý vị lưu thông hết con đường trung tâm xã này thì sẽ ra giao với đường hương lộ 45 khi xưa, ngày nay nó là đường Lương Định Của quý vị. Quý vị đi theo hướng này thì có thể qua bên xã Vĩnh Phương, rồi có thể đi đến xã Vĩnh Trung. Dạ. Thì bên ủy ban xã Vĩnh Thành vừa rồi cũng thực hiện triển khai một cái chương trình đó là đưa ra phố quý vị. Dạ. Và cũng đã phát phiếu cho một số người dân để mà đi chợ theo phiếu 3 ngày trên một lần theo hình thức là đưa chợ ra phố. Thì chợ truyền thống của chợ ga của xã Vĩnh Thạnh thì lâu nay đã bị đóng cửa rồi, thì nay ủy ban đưa ra cái hình thức là đưa chợ ra phố. Và chợ này được tổ chức ở trường Lương Thế Vinh. Dạ, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh của xã Vĩnh Thạnh, để mà thực hiện cái việc giãn cách cũng như là đảm bảo về phòng chống dịch để cho người dân đi chợ. Dạ, đây là cái mô hình đưa chợ ra phố này quý vị. Thì khi đi vào chợ thì người dân phải có phiếu của ủy ban xã đã cấp để mà có thể vào bên trong mua một ít rau củ quả cũng như thịt, những mặt hàng thiết yếu ở trong cái khuôn viên của cái trường Lương Thế Vinh. Dạ. Thì chỉ có một vài hộ kinh doanh bán thôi, chỉ có vài hộ bán chủ yếu rau rồi thịt cho người dân, và cái lượng người dân đi mua thì cũng khá là ít. Dạ. Mô hình đưa chợ ra phố để mà phòng chống dịch Covid-19 được mở từ 5 giờ đến 18 giờ ngay trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, sau đây em xin cập nhật một số tình hình về dịch Covid-19 trên địa bàn của tỉnh. Dạ. Thì tính đến 7 giờ ngày 23 tháng 8, Khánh Hòa có thêm 149 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh quý vị. Thì vào sáng ngày 23 tháng 8, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 22 tháng 8 đến 7 giờ sáng nay thì có thêm 149 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được các y bác sĩ ở các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh, nâng số ca khỏi bệnh từ ngày 22 tháng 7 đến nay là lên 3.468 ca. Thì cũng theo báo cáo trong thời gian trên, toàn tỉnh ghi nhận 97 ca mắc mới, trong đó thành phố Nha Trang 63 ca, thị xã Ninh Hòa 14 ca, huyện Vạn Ninh 16 ca, huyện Cam Lâm 4 ca. Và số ca mắc mới đều ghi nhận tại các khu cách ly tập trung và khu cách ly y tế tại dân cư. Như vậy là tính từ ngày 23 tháng 6 đến 7 giờ ngày 23 tháng 8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.472 ca mắc Covid-19. Có 8 trên 9 huyện thị thành phố ghi nhận có ca mắc. Trong đó, thành phố Nha Trang nhiều nhất với 3.161 ca, thị xã Ninh Hòa là 1.662 ca, huyện Diên Khánh 244 ca, huyện Vạn Ninh 220 ca, huyện Cam Lâm 86 ca, thành phố Cam Ranh 82 ca, huyện Khánh Vĩnh 16 ca và huyện Khánh Sơn 1 ca. Toàn tỉnh đã truy vết được 5.834 F1 và 12.230 F2, đồng thời phong tỏa tạm thời 125 địa điểm, lấy 378.627 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 2.209.604 mẫu test nhanh kháng nguyên. Thì cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 22 tháng 7 đến nay đã có 45 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19. Và vừa rồi là một số thông tin về tình hình
dịch Covid-19 trên địa bàn của tỉnh. Kính thưa quý vị các bạn, thì trước tình hình dịch Covid-19 cũng đang diễn ra rất là phức tạp, cho nên là từ ngày 25 tháng 8 cũng tạm dừng chạy tàu khách trên tất cả các tuyến đường sắt. Thì vào ngày 22 tháng 8, lãnh đạo của chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên ngành đường sắt đã quyết định dừng chạy hàng ngày đôi tàu SE7 và SE8 tuyến Bắc Nam để đảm bảo an toàn cho hành khách. Cụ thể như ngành đường sắt đã dừng chạy tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn từ ngày 23 tháng 8 và dừng chạy tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội từ ngày 25 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, từ ngày 25 tháng 8 trên tuyến đường sắt Bắc Nam sẽ không còn chạy tàu khách nữa. Thì kính thưa quý vị các bạn, trước đó thì ngành đường sắt đã duy trì chạy một đôi tàu khách SE7 và SE8 tuyến Bắc Nam, không tổ chức đón trả khách tại ga Sài Gòn và các tỉnh thành mà đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của chính phủ. Hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu SE7, SE8 làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé theo quy định. Hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc tại ga. Đối với các cái địa phương không thực hiện giãn cách, trong trường hợp không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại để phòng dịch, hành khách có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định. Thì ngoài ra ngành đường sắt vẫn tổ chức chạy tàu hàng bình thường, tàu hành khách thì ngưng nhưng mà tàu hàng vẫn chạy bình thường và chạy các đoàn tàu khách chuyên biệt theo yêu cầu của các địa phương và khi được các cơ quan chức năng cho phép để chở người dân gặp khó khăn từ vùng dịch về quê. Và vừa rồi thì một số hình ảnh của mô hình đưa chợ ra phố được tổ chức thực hiện ở trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh của xã Vĩnh Thạnh, cũng như là một số thông tin về tình hình dịch trên địa bàn của tỉnh đến ngày 23 sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021. Dạ, em xin cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã xem video. Dạ, mến chào cô chú anh chị các bạn ạ. Nắm đầu ra lại có rồi. Nắm tại vì dịch đó người ta không có làm. Cho nên em mang cái gì đây. Chạy nè, mua đi. Ăn đi anh. Em đừng có đỡ rau dưới nó bấy hết. Mua rau rồi. Để xe bắp xuống á. Cải này cải ngọt hay cải đắng vậy? Cải ngọt, cải đắng cá luôn. Lấy em bó cải ngọt rồi Dương bó rau muống này. Hết trứng hả? Còn 6 trái à? Lấy hết 6 trái luôn đi. Ông báo,
Như vậy anh? Cái gì? Mua. À. Em 1 ngàn. Không ăn mấy món đó. Khổ 10 ngàn. Anh, cho em 5 ngàn mua cái này gì cho cháu ăn. Đấy, 5 ngàn. Khổ khổ xin đại à. Mấy cái này làm vô về buổi giờ nghỉ. Khổ ai cũng khổ. Giờ dịch cúm ai cũng khổ mà. Để giúp em cho em 5 ngàn. Hả? Trời ơi. Bán được. Nó vô canh nhiều nha. Nè. Rồi, cháu vô canh đi. Cúng ai cũng khổ hết á, không có ai sướng đâu.